nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quan Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y Pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, chủ giảng lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Minh Tâm, thời gian ngày 13 tháng 11 năm 2010, địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông, tập 194. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải, trang 229, hàng thứ ba, Pháp Tạng Bạch Ngôn. Duy nguyện Thế Tôn, Đại Từ Thính Sát. Chú giải của Hoàng Niệm Lão. Thính tức là tai nghe, sát là trong tâm thẩm sát tư tưởng. Những điều này dễ hiểu. Hồi sớ nói, Như Lai nghe ngài nói rõ, chiếu soi quan sát tâm thành kính. Cho nên gọi là thỉnh sát. Nghĩa của kinh là Bồ Tát Pháp Tạng thỉnh cầu Thế Tôn thùy từ đối với con, nghe những gì con nói, chứng minh tâm thành của con. Bên dưới là Bồ Tát trần thuộc nguyên nhân ngài phát đại nguyện. Ba câu này là Thế Gian Tự Tại Vương Phật yêu cầu Pháp Tạng đem những gì ngài kiến lập nên thế giới Cực Lạc báo cáo tường tận với mọi người. Ba câu này là trần thuật và mời nghe, cung kính thỉnh Phật và đại chúng nghe báo cáo của ngài. Chúng ta xem kinh văn tiếp theo. Ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dĩ, sở cư Phật sát, cụ túc vô lượng, bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Đoạn này là nói chung, nghĩa là báo cáo cương lĩnh chung của ngài. Bên dưới là nói tường tận, đầy đủ những công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn nào. Cho nên bên dưới tất cả 24 chương 48 nguyện. Vô hữu địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, quyên phi nhuyễn động chi loại. Đây là nói đến ba đường ác. Thế giới của ngài không có, tuy có lục đạo nhưng không có ba đường ác. Sở hữu nhất thiết chúng sanh dĩ chi diêm ma la giới, tam ác đạo trung lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa,
tất thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, bất phục cánh đọa ác quỷ. Đắc thị nguyện nải tác Phật, bất đắc thị nguyện bất thủ vô thường chánh giác. Đoạn này là nguyện thứ hai không đọa ác thú. Thứ nhất là nước không có ác đạo. Nguyện thứ hai là không đọa ác thú. Người ở đâu đến giảng sanh không đọa? Ngã quỷ, địa ngục, sanh đến thế giới cực lạc, diễn diễn không còn đọa vào ba đường ác. Chúng ta thì kinh văn, hai nguyện này đặt trước tiên. Chúng ta có thể tưởng tượng được, Ngài tham quan khảo sát tu học trong năm kiếp, trải qua tất cả cõi nước chư Phật khắp mười phương ba đời, nhất định thấy được rất nhiều thế giới. Cõi nước chư Phật đều có luân hồi lục đạo, đều có ba đường ác. Chuyện gì luân hồi lục đạo không phải giả? Nếu là giả, hoàn nguyện mà pháp tạng phát, trong đó nhất định không có nguyện này, mà còn để nguyện này ở trước, là cho chúng ta sự cảnh giác cao độ. Tôi tin người thông minh một chút, người có chút thiện căn, đọc nguyện văn này lập tức có thể biết. Thế giới cực lạc thù thắng vô cùng. Thù thắng ở đâu? Chính là thù thắng ở điểm này. Ác đạo từ đâu mà có? Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói rất nhiều. Chúng ta cũng đọc rất nhiều. Bây giờ chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ trước. Bốn câu đầu, đây là nói cương lĩnh chung. Chúng ta vừa mới đọc, tổng quát toàn bộ đại nguyện. Nguyện lúc ta thành Phật, tất cả trong quái Phật không cách nào lấy số lượng để biểu thị công đức thắng diệu, đầy đủ vô lượng thanh tịnh trang nghiêm. Đây là tổng thuyết. Hiện nay nguyện của Ngài đã tròn, hoàn toàn thực hiện. Không phải nói rồi là thôi, Ngài hoàn toàn làm được. Làm được tất cả, Ngài thành tựu xong thế giới cực lạc mới báo cáo. Trước đây tôi thường nói đây là thánh nhân. Đây không phải phàm phu. Sau khi làm được mới nói, người ta không thể không tin. Nói được nhất định làm được, đó là hiền nhân. Nói được làm không được, đó là gạt người.
Tỳ kheo Pháp Tạng làm được. Mất bao nhiêu thời gian? Trong báo cáo ở trước chúng ta biết, thời gian 5 kiếp. Thời gian dài như thế, thọ mạng của Phật dài vô lượng thọ. Chúng ta thì 5 kiếp là rất dài, nhưng trong mắt họ 5 kiếp không dài lắm. Như thế gian chúng ta mất thời gian 5 năm kiến tạo thành. Kiến tạo thành thế giới như thế nào? Đầy đủ vô lượng công đức tháng diệu, đầy đủ vô lượng thanh tịnh trang nghiêm, tốt đẹp vô cùng. Hoàn cảnh tu học như vậy đã xuất hiện. Ở trước khi chúng ta học có nhắc đến đạo tràng này thành tựu là tập đại thành những điều tốt đẹp nhất trong tất cả cõi nước. Của chư Phật Như Lai khắp mười phương, những gì quý vị nhìn thấy ở đây chính là công đức thắng diệu, thanh tịnh trang nghiêm, tốt đẹp nhất trong tất cả cõi nước chư Phật. Bây giờ tất cả đều tập trung vào thế giới này. Đây là nguyên nhân cõi nước này hơn hẳn tất cả cõi nước chư Phật. Thế giới này đã kiến tạo nên như thế. Bên dưới giải thích cho chúng ta đầy đủ. Nghĩa là gì? Nghĩa là viên mãn, hàm nhiếp tất cả, không thiếu không dư, cho nên gọi là đầy đủ, cũng tức là viên mãn, không có chút khiếm khuyết nào. Ở đó Đức Phật A-di-đà đã kiến tạo thành công. Đầy đủ công đức và trang nghiêm đều không thể nghĩ bàn, không thể dùng tâm tư để suy nghĩ, có nghĩ cũng không nghĩ đến được, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ để nghị luận, gọi là bất khả tư, bất khả nghị, siêu tình ly kiến. Tình trong Đại Thừa Phật Pháp nói chính là thức thứ sáu, thức thứ bảy. Kiến là nói đến tiền ngũ thức. Chúng sanh phàm phu trong lục đạo, họ dùng tâm trong Phật Pháp gọi là bát thức. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân gọi là tiền ngũ thức, nó có giá có tri. Ngoài điều này ra, trong đó có đệ lục ý thức là tư duy, thông thường chúng ta gọi là phân biệt. Thứ bảy mạt na, đây là sâu hơn một tầng, tình chấp. Chấp trước thân này là ta, chấp trước tham sân si mạng. Sâu hơn là a lại già tức, giống như kho tư liệu vậy. Từ vô lượng kiếp đến nay, quý vị đời đời kiếp kiếp khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tất cả đều có tài liệu rất hoàn chỉnh trong a lại già. A lại già là kho tư liệu, tất cả đều có thể lấy ra xem, không cách nào chối bỏ.
không chối bỏ được, tài liệu hoàn chỉnh bảo tồn trong đó. Ai bảo tồn? Chính bản thân ta bảo tồn. Ai có thể nhìn thấy? Quý vị xem, ở trước nói thần thông, người có tha tâm thông, túc mạng thông có thể nhìn thấy. Trong kho tư liệu của quý vị có những gì? Người có định công cạn thấy được một bộ phận, còn một bộ phận cất giữ sâu bên trong, họ không thấy được. Người có định công sâu, Bồ Tát minh tâm chiến tăng, hầu như có thể nhìn thấy toàn bộ. Điều này không phải giả. Nếu có thể tin, có thể khẳng định, quý vị sẽ giống như chư Phật Bồ Tát. Chẳng những không thể làm việc hại chúng sanh, một ý niệm bất thiện cũng không dám khởi lên. Vì sao vậy? Vì đều được ghi chép lại. Tất cả hữu tình chúng sanh khắp biến pháp giới, hư không giới đều biết. Quý vị nói có thể giấu được ai? Chỉ có che đậy bản thân, gọi là gạt mình gạt người, làm những điều như thế. Khi nào quý vị giác ngộ, bản thân hoàn toàn hiểu được. Cho nên thấu triệt những chân tướng sự thật này, thái độ xử sự đối nhân bây giờ của chúng ta tự nhiên thay đổi. Thứ nhất là tuyệt đối không được có ác niệm, không được có hành vi bất thiện. Thứ hai là có thể tha thứ cho tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp. Vì sao phải tha thứ? Những gì họ tạo, ta và họ cũng không có gì khác nhau. Đây là thật, không phải giả. Chỉ là bây giờ họ đang mê, còn ta bắt đầu giác ngộ, cho nên cảm thấy rất may mắn. Việc sai ác đến đâu cũng đừng trách cứ họ. Nguyên nhân là gì? Nhân quả của người nào người đó tự làm lấy. Bên dưới nói ác đạo, nói ba đường ác, nói hai nguyện không đọa địa ngục, nói một cách rất rõ ràng. Thử nghĩ xem, người tạo tội nghiệp, bản tánh của họ cũng là bản thiện, họ cũng vốn là Phật Bồ Tát. Phổ Phổ Sa. Như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật, họ luôn lạc vào trong ba đường ác để thọ khổ báo này. Chúng ta sanh khởi tâm lân mẫn, không phải tâm trách cứ, tâm đồng tình, có thể giúp ích gì chăng? Không giúp được. Vì sao vậy? Vì nhân quả của ai người đó gánh chịu, không thể thay thế được. Chúng ta tạo tội nghiệp nặng như thế, còn cứu được chăng? Đáp án khẳng định, chỉ cần quý vị quay đầu là được cứu. Quay đầu là bờ. Bước vào cửa Phật, việc đầu tiên là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo nghĩa là gì?
quy y Tam Bảo là quay đầu. Thật sự giác ngộ. Quy y Phật, Phật nghĩa là giác. Trước đây ta mê hoặc điên đảo, bây giờ ta từ mê hoặc điên đảo quay đầu, đây gọi là quy, là trở lại. Y là nương tựa, nương tựa tự tánh giác, nghĩa là nương tựa Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là tự tánh giác, họ là người đã giác ngộ. Bây giờ ta muốn giác vẫn chưa thực sự giác ngộ, hy vọng họ đến dạy chúng ta, chính là ý này. Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì dạy chúng ta? Trước tiên dùng kinh điển. Quý vị đi vào cửa Phật bằng kinh điển. Sau khi đặt nền tảng kinh điển vững chắc, lục căn của quý vị tiếp xúc với cảnh giới lục trần toàn là tự tánh giác. Như vậy công phu của quý vị rất đắc lực, nghĩa là quý vị đem những lý luận đạo đức, trí tuệ phương pháp trong kinh điển nói đều áp dụng hết, áp dụng trong sinh hoạt, áp dụng trong công việc, áp dụng trong xử sự đối nhân tiếp vật. Không có gì quý vị không giác ngộ, không có gì khác so với Phật Bồ Tát. Không còn mê hoặc, không còn điên đảo, không còn có ác niệm, không còn có hành vi bất thiện. Quý vị thật sự đã giác ngộ. Đây là điều đầu tiên của Tam Quy Y. Điều thứ hai là quy y Pháp. Pháp là chánh tri chánh kiến. Bây giờ chúng ta xem mọi thứ là nhìn sai, chúng ta suy nghĩ vấn đề cũng nghĩ sai. Bây giờ từ những chỗ này quay đầu lại, từ suy nghĩ tư tưởng sai lầm quay đầu, nương vào chánh tri chánh kiến. Chánh tri chánh kiến chính là kinh điển. Cho nên kinh điển gọi là pháp bảo, chúng ta phải tôn trọng nó, phải kính lễ nó, không được khinh mạn. Vì sao vậy? Đây là tự tánh của chính mình hiển lộ ra trí tuệ chân thật. Nếu quý vị khinh mạn kinh điển, nghĩa là khinh mạn tánh đức. Đạo lý là ở đây. Cho nên các bậc cổ đức mới đề xướng, mới dạy chúng ta một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Bất luận là bản thân đọc tụng hoặc là nghe giảng, quý vị có thể được bao nhiêu lợi ích? Không liên quan đến kinh điển, cũng không liên quan đến người giảng giải, có liên quan đến tâm chân thành của chính mình. Quý vị có mấy phần chân thành thì được mấy phần lợi ích, có liên quan đến điều này. Giờ đây có thể biết chúng ta học Phật có thể đạt đến cảnh giới nào, đạt đến địa vị nào, hoàn toàn không liên quan đến người khác, đều ở nơi tâm chân thành của quý vị. Quý vị có mấy phần chân thành, cũng không ở thời gian dài hay ngắn. Người này đã học 5-3 năm, chúng ta mới học mấy ngày, điều này không sao. Có thể có người học vài ngày nhưng hơn hẳn người học 5-30 năm.
Năm 30 năm không chân thành. Quý vị 4 năm ngày nhưng tâm chân thành. Cho nên thành tựu trong việc tu học không liên quan đến hoàn cảnh bên ngoài, then chốt ở chỗ chân thành. Mấu chốt là quý vị có thật sự quay đầu hay không, thật sự muốn quay đầu hay không. Như vậy Phật vừa dạy quý vị lập tức quay đầu. Mấu chốt là ở đây. Đây gọi là quy y Phật. Từ tà tri tà kiến, quay đầu nương tựa chánh tri chánh kiến. Thứ ba gọi là quy y Tăng. Tăng là người truyền pháp. Chúng ta có được pháp nhưng xem không hiểu, phải mời những người tu hành này giảng cho chúng ta nghe, khai thông tư tưởng cho chúng ta. Họ có kinh nghiệm tu học, đem kinh nghiệm của họ chia sẻ với chúng ta, khiến chúng ta từ đây đạt được lợi ích. Cho nên đây gọi là tăng bảo. Chúng ta thật sự đã quay đầu, từ tất cả ô nhiễm quay đầu lại, nương vào tâm thanh tịnh. Như vậy mới có thể được lợi ích. Các bậc tổ sư cao tăng có ví dụ, vị Phật pháp như đề hồ. Đề hồ là loại nước uống ngon nhất thời Ấn Độ cổ. Đề hồ, chúng ta hỏi người khác xin một ly đề hồ, chúng ta cầm ly trà, trong ly trà này có độc dược, khi đổ đầy hồ vào cũng biến thành thuốc độc, là do tâm chúng ta dơ bẩn. Như thế nào mới có thể tiếp thu? Ly trà này rửa thật sạch sẽ, quý vị dùng nó đựng ly đầy hồ, như vậy sẽ đạt được lợi ích. Ví dụ này có ý nghĩa, cũng rất dễ hiểu. Thuốc độc của chúng ta là gì? Là tham sân si mạn nghi. Đây gọi là ngũ độc. Trong tâm quý vị có những thứ này, Phật Bồ Tát đem vô thượng Bồ Đề đến cho quý vị. Trong Bồ Đề đó có một giọt độc dược, thì tất cả đều biến thành độc dược. Một chút độc tố cũng không được xen vào. Như vậy mới có thể đạt được vô thượng diệu pháp. Mở đầu kệ khai kinh nói vô thượng thậm thâm chi diệu pháp. Cho nên thái độ học tập cơ bản là tâm thanh tịnh. Tâm chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta học tập buông bỏ tâm không thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh để nghe. Tuy thời gian rất ngắn, thời gian này của ta chỉ có một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ tâm thanh tịnh, ta có thể đạt được lợi ích một tiếng, nửa tiếng đồng hồ. Khi tâm không thanh tịnh chắc chắn không đạt được lợi ích. Như vậy nói không phải là uổng phí rồi sao? Không uổng phí. Như vậy là sao? Bất luận như thế nào, họ cũng trồng được hạt giống trong A Lại Gia Tư, là thật không phải giả. Nhưng hiện tại không thể lý giải, họ không hiểu, cho nên trước mắt họ không được lợi ích. Khi nào được lợi ích? Khi nào khôi phục tâm thanh tịnh thì khi đó được lợi ích. Đây gọi là chân thật quy y Tam Bảo. Cho nên tam quy y không dễ. Bây giờ chúng ta mới học Phật thọ tam quy, nói cho chư vị biết đó là danh tự quy y. Có danh không có thực, có hình thức không có thực chất.
Đồng thời khi chúng ta thọ tam quy, thầy truyền thọ tam quy cũng không nói rõ ràng. Đây đều là thật. Khi đã quy y, rốt cuộc là quy cái gì không biết. Chúng ta quy y Tam Bảo, nhưng thế nào gọi là Tam Bảo? Là Phật Pháp Tăng. Thế nào gọi là Phật Pháp Tăng không biết. Trong kinh nói, thật sự quy y Tam Bảo, quý vị sẽ có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm theo hộ vệ. Quý vị không gặp phải tai họa vì có thần hộ pháp gia hộ. Nhưng nếu không phải chân thành quy y, thần hộ pháp sẽ không đến. Quy y thật mới có, thật sự trì giới mới có thần hộ pháp. Không phải nói thọ giới là có thần hộ pháp, quy y Tam Bảo là có thần hộ pháp, không có chuyện này. Phải hiểu rõ ràng, minh bạch những điều này. Nó là sự thật, tuyệt đối không phải mê tín. Cho nên không thể nghĩ bàn siêu tình ly kiến. Không phải tư duy đo lường phân biệt mà có thể biết được. Tư duy là thứ thứ bảy. Phân biệt là thứ thứ sáu. Nghĩa là tuyệt đối không phải thứ thứ sáu và thứ thứ bảy. Cho nên không duyên đến được. Không phải ngôn ngữ văn tự có thể biểu đạt được. Văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ. Trong Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta phương pháp nghe giảng. Thứ nhất là không chấp trước tướng ngôn thuyết. Như vậy chúng ta biết, khi chúng ta xem kinh điển, đừng chấp trước tướng văn tự. Vì sao vậy? Vì ngôn ngữ và văn tự là một loại công cụ. Có thể nói ra chân tướng hay không, nói cho chư vị biết, không nói ra được. Đây là sự thật, gọi là không thể nghĩ bàn. Nhưng lìa ngôn ngữ văn tự, như vậy thì không còn cách nào khác. Tuyệt đối quý vị không tìm thấy. Cho nên dùng ngôn ngữ văn tự làm phương tiện để dẫn dắt quý vị. Ví như khi đi đường, quý vị không biết đường, dọc đường có đặt bảng chỉ đường, nói cho quý vị biết phương hướng này đi đâu, đi con đường nào. Tuyệt đối không được chấp trước. Nhìn thấy bảng chỉ đường này, đây là đi về Bắc Kinh. Vừa nhìn thấy tưởng rằng đã đến, đây là Bắc Kinh. Như vậy là sai, hoàn toàn sai lầm. Ngôn ngữ văn tự giống như bảng chỉ đường vậy. Quý vị đi theo nó, nhưng phải xả bỏ, không được chấp trước nó. Tiến tới theo phương hướng nó chỉ, nhất định sẽ đạt đến mục đích. Mục đích đó chính là minh tâm kiến tánh, nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là giải thích ý nghĩa của câu không thể nghĩ bàn. Bên dưới nói, chỉ có Kinh Hoa Nghiêm nói rõ cảnh giới không thể nghĩ bàn của sự sự vô ngại. Hoa Nghiêm là một bộ kinh điển rất quan trọng của Phật giáo Đại Thừa. Thời đại chúng ta rất đáng thương, rất khổ. Sống trong thời động loạn. Trong lịch sử, trên toàn thế giới, chưa từng có hỗn loạn như thế. Chúng sanh không có phước báo. Tôi cũng không có phước báo. Mấy mươi năm nay luôn muốn có một nơi
để an định cuộc sống, đem những kinh điển Đại Thừa này cùng nhau học tập với những người có duyên, cố gắng giảng giải qua một lần. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, mỗi ngày giảng kinh, tôi nghĩ không phải chỉ có 8 tiếng. Lúc Đức Thế Tôn tại thế, mỗi ngày giảng kinh không chỉ 8 tiếng. Quốc sư Thanh Lương thời nhà Đường, ngài ở Ngũ Đài Sơn, mỗi ngày giảng kinh Pháp Hòa, tôi tính ngài giảng ít nhất là 8 tiếng. Và giảng suốt 50 năm. Giảng 50 lần. Biết bao nhiêu người khai ngộ. Ngày nay chúng ta không có phước báo, lúc nào cũng gặp chướng duyên. Cá nhân tôi được coi là rất may mắn, nó không trở ngại tôi. Mỗi ngày tôi đọc kinh không gián đoạn, nhưng không có cơ hội chia sẻ với mọi người, nó chướng ngại tôi điều này. Đây là chướng ngại cơ hội của những chúng sanh có duyên nghe pháp, nó chướng ngại điều này. Không chướng ngại tôi không đọa lạc. Tôi không đi vào con đường tà đạo. Giờ đây có thể biết, một người thật sự phát tâm tinh tấn không giải đại, ai có thể chướng ngại được họ? Không có, không thể nào. Có thể chướng ngại điều gì? Nếu quý vị có danh văn lợi dưỡng, nó sẽ chướng ngại quý vị. Chướng ngại danh văn lợi dưỡng của quý vị, những thứ này người tu hành đều không cần. Cần nó làm gì? Cho nên không cách nào chướng ngại quý vị, phá hoại chướng ngại quý vị, khiến lòng tin của người khác dao động đối với quý vị, không muốn học theo quý vị. Điều này có liên quan gì đến tôi chăng? Không liên quan, nó không chướng ngại được tôi, nhưng chướng ngại những chúng sanh đoạn mất nhân duyên nghe pháp của họ. Tương lai trên phương diện giới luật, kết tội là kết tội với họ, không kết tội với tôi. Tôi và quý vị không có quan hệ gì. Sau khi quý vị hiểu rõ tất cả chân tướng sự thật, quý vị bỗng nhiên đại ngộ, sẽ minh bạch. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của quý vị tạo tác là gì? Tương lai nhận quả báo như thế nào? Quý vị sẽ rõ ràng, minh bạch. Kinh Hoa Nghiêm, trong đời này tôi giảng được 2 lần, đều chưa giảng xong. Lần đầu tiên là hơn 30 năm trước. Lúc giảng, lúc nghỉ, vì thường đi đến các nước trên thế giới, một năm giảng được 3-4 tháng, khoảng chừng đó không nhiều. Giảng suốt mấy mươi năm chỉ giảng được một nửa. Lúc đó
chúng tôi không có những thiết bị khoa học kỹ thuật này. Khi giảng kinh đến ghi âm cũng không có. Lần thứ hai là năm 1999 hay là 98 gì đó. Hình như 1999 chúng tôi di dân đến Singapore. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên lại mời tôi giảng bộ kinh lớn này. Cũng giảng cho đến nay. Giảng hơn 4.000 tiếng, chưa đến 5.000 tiếng. Giảng đến phẩm thập trụ, một phần năm toàn bộ kinh. Giảng 4.000 tiếng. Nếu giảng hết bộ kinh, coi như là 4.000 tiếng, còn phải cần 4 nhân 4 là 16.000 tiếng đồng hồ. Tôi dự tính là 20.000 tiếng sẽ giảng xong kinh này, cho nên không có hoàn cảnh không được, phải có hoàn cảnh để ở đó không đi đâu cả. Tinh thần thể lực của tôi bây giờ một ngày giảng 4 tiếng cũng không sao, không cảm thấy mệt. Chứ vậy thử nghĩ xem, một ngày 4 tiếng, 10 ngày 40 tiếng, 100 ngày 400 tiếng, một năm 360 ngày. Tôi tin khoảng 10 năm có thể giảng xong bộ kinh Hoa Nghiêm này. Tôi giảng một cách tường tận, giống như giảng bộ kinh này vậy. Nếu thực sự có nhân duyên như vậy, sống yên một chỗ ở đây 20 năm, 30 năm sẽ thành công, sẽ viên mãn. Cho nên điều này xem chúng ta có phước báo hay không. Không có phước báo vậy thì hết cách. Đây là phước báo rất lớn, không phải là phước báo nhỏ. Có thể nói là phước báo hy hữu từ xưa đến nay. Chỉ có kinh Hoa Nghiêm nói rõ, chỉ có trong kinh Hoa Nghiêm nói, các kinh điển khác Đức Phật không nói. Cảnh giới sự sự vô ngại, không thể nghĩ bàn. Nói tường tận về thập quyền diệu môn. Ở trước một tiết trong phần giáo nói có tăng có giảm. Đoạn này trong phần khái yếu ở trước, chúng ta cũng đã nói tường tận về thập quyền môn, đã nói ở trước. Kim kinh, bây giờ thấy bộ kinh này, Phật A Di Đà tức là Tỳ Lô Giá Na Phật. Phật A Di Đà là báo thân Phật, Tỳ Lô Giá Na là pháp thân Phật. Pháp thân là thể, báo thân là tướng, ứng hóa thân là dụng. Trong kinh Hoa Nghiêm nói thể tướng dụng, dùng ba chữ Đại Phương Quảng để biểu thị. Đại là pháp thân, phương là báo thân, quảng là ứng hóa thân.
quả là tác dụng rộng lớn. Một tức là bà tức là một. Tam thân Phật này là ai? Nói cho chư vị biết là tam thân Phật trong tự tánh của chính mình. Phật A-di-đà là ai? Là báo thân của mình. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân của chính mình. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều là ứng hóa thân của chính mình. Tự tha là một, không phải hai. Đây gọi là sự vô ngại. Học Phật nói đến chứng quả. Chứng quả gì? Mục tiêu sau cùng là chứng được tam thân, nghĩa là một thân của mình. Đây gọi là chứng được. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na, danh hiệu này là tiếng Ấn Độ, dịch sang tiếng Trung Quốc là Biến Nhất Thiết Xứ. Hay nói cách khác, nó tồn tại mọi lúc mọi nơi, nó không có hình tướng. Dùng cách nói như hiện nay, pháp thân không phải vật chất, nó cũng không phải tinh thần. Nó là bản thể của tinh thần vật chất. Danh từ của triết học gọi là bản thể. Vật chất từ đâu mà có, tinh thần từ đâu mà có, là từ nó biến hiện ra. Nhưng bản thân nó không phải vật chất, nó cũng không phải tinh thần. Trong Phật Pháp nói có rất nhiều danh xưng. Trong Kinh Phật ít nhất có trên 50 loại danh xưng nói đến vấn đề này. Vì sao Đức Phật dùng nhiều danh hiệu như vậy để nói về một vấn đề? Là vậy chúng ta đừng chấp vào danh tướng. Danh tướng là giả. Chỉ cần hiểu được ý của nó là được. Chấp trước là sai. Là trước tướng. Đây là thiện xảo dạy học của Phật Bồ Tát. Vậy chúng ta đừng chấp trước danh tướng. Phải hiểu được thực chất mới có thể ngộ nhập. A-di-đà Phật như vậy nghĩa là có tướng, thật sự có thân thể. Như chúng ta hiện tại vậy. Thân thể này từ đâu mà có? Từ pháp thân. Thân thể chúng ta từ đâu đến? Nói cho chư vị biết cũng là từ pháp thân đến. Tướng của chúng ta và thân tướng của Phật A-di-đà vì sao không giống nhau? Phật A-di-đà tâm thanh tịnh, tâm chúng ta ô nhiễm. Trong tâm của Phật A-di-đà không những không có tham sân si mạn nghi. Phân biệt chấp trước đều không có. Không những không có phân biệt chấp trước, mà lục căn ở trong cảnh giới lục trần căn bản không có khởi tâm đồng niệm. Đây gọi là báo thân. Nếu khởi tâm động niệm không gọi là báo thân, mà gọi là ứng hóa thân. Thân của chúng ta là ứng hóa thân. Chúng ta là thân ứng hóa gì? Là thiện ác nghiệp báo ứng hóa thân. Đây là cấp rất thấp. Nói một cách đơn giản, thân của chúng ta là thiện ác nghiệp báo thân. Trong đời quá khứ tạo nghiệp thiện, hiện nay ở nhân gian hưởng phước, có phước báo.
Trong đời quá khứ tạo rất nhiều nghiệp bất thiện, vậy thì bây giờ chịu khổ ở nhân gian, chịu khổ chịu nạn là nghiệp báo, đều có nhân. Phật giáo thường nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo, mà thời khắc chưa đến. Thời khắc là gì? Bây giờ quý vị đang hưởng thụ là thiện báo, thiện nghiệp trong đời quá khứ. Đợi khi báo của thiện báo đã hết, đây gọi là thời khắc đã đến. Khi thiện nghiệp báo hết, báo hết sau đó như thế nào? Trong A Lại Gia thức của chúng ta vẫn còn ác nghiệp. Ác nghiệp liền hiện tiền, hiện tiền thì phải chịu quả báo. Chịu hết ác báo, quý vị lại đến nhân gian. Cho nên nhân gian giống như một tâm điểm thay đổi. Quý vị sẽ đến đây, đầu thai đến nhân gian. Từ đó cho thấy ba đường thiện là tiêu thiện nghiệp của chúng ta, gọi là tiêu nghiệp. Ba đường ác là nơi tiêu ác nghiệp. Tiêu hết rồi mới đến nhân gian tu hành. Đến nhân gian ta lại tạo nghiệp. Nếu tiếp tục tạo ác nghiệp, quý vị lại trở về trong ba đường ác. Nếu tạo thiện nghiệp, quý vị sanh vào trong hai cõi trời người để hưởng phước. Cho nên khó được nhất. Quý vị xem trên thế giới này có bao nhiêu người, mấy phần mấy người gặp được Phật Pháp, nghe được Phật Pháp. Theo tư tưởng của các nhà tôn giáo trên thế giới thì khoảng 1 trên 10, chưa đến 1 nữa là 1 trên 10. Bây giờ chúng ta biết một cách khái lược nhân số tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới, đạo Cơ Đốc và Thiên Chúa giáo là nhiều nhất. Hai tôn giáo này hợp lại khoảng hơn 20 ức người, 1/3 nhân khẩu trên toàn thế giới. Tiếp theo là tín ngưỡng Hồi giáo. Người bạn đạo Hồi nói với tôi, giáo hữu của họ trên toàn thế giới khoảng 15 ức người, nhiều đến như thế. Phật giáo đồ trên toàn thế giới có khoảng 7 ức người, toàn thế giới. Cho nên khoảng 1/10 nhân khẩu của thế giới, 10 người mới có 1 người theo Phật. Đây là ba tôn giáo có tín đồ nhiều nhất trên thế giới. Chúng ta lại hỏi, người tín ngưỡng Phật giáo được 7 ức người, có mấy phần mấy thật sự gặp được chánh pháp? Chúng ta cũng dùng 1/10. Thật vậy, có thể chỉ có 1/10, sợ là chưa tới. Không gặp được chánh pháp. Gặp được chánh pháp phải chăng là tin thật? Người tin thật phải chăng thật sự lý giải? Lý giải phải chăng là thật sự tu hành? Đào thải từng tầng, đào thải đến sau cùng. Quả thật
chưa chắc tìm được một phần 10.000 người, ngày càng ít. Tìm được Tịnh Độ Tông, người thật sự niệm Phật giảng sanh. Có được 10.000 người chăng? Tôi nghĩ có thể. Người tu Tịnh Độ thật sự giảng sanh, tôi tin số nhiều như thế. Điều này rất đáng nể. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này giúp ích chúng ta rất lớn lao. Bây giờ người học Phật trên thế giới thật sự học Phật, Tịnh Độ Tông chiếm đa số. Tịnh Độ Tông quan trọng nhất là phải đoạn nghi sanh tính. Dùng phương pháp gì để đoạn nghi? Dùng kinh điển. Đối với kinh điển hiểu rõ ràng minh bạch, không còn mê hoặc nữa, mới có thể kiến lập tín tâm. Đời này chúng ta đã xác định mục tiêu và phương hướng. Một phương hướng là thế giới Tây Phương Cực Lạc, một mục tiêu là thân cận Phật A Di Đà, nhất định không thay đổi. Ngoài ra đều là việc phụ, có thể làm, có thể không làm. Nghiệp phụ không thể trở ngại nghiệp chính của chúng ta. Nghiệp chính là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, không trở ngại được điều này. Đời này có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc, chúng ta đại công thành tựu. Phật A Di Đà rất gian khổ, chúng ta rất cảm ơn Ngài. Thời gian năm kiếp tạo thành thế giới Cực Lạc, chúng ta thì sao? Chúng ta chỉ cần dùng một chút công phu, 3 năm đến 5 năm sẽ thành tựu. Khi đến thế giới Cực Lạc, chúng ta bình đẳng với Ngài. Hay nói cách khác, Ngài dùng năm kiếp, chúng ta dùng 5 năm liền bình đẳng với Ngài, hoàn toàn là sự thật. Muốn đi, điều kiện quan trọng nhất cần phải biết là xả bỏ thế giới này một cách triệt để, tuyệt đối không được lưu luyến, như vậy mới đi được. Không có chút lưu luyến nào, ta mới có thể xem hiểu, mới có thể nghe hiểu kinh này. Vì sao nghe không hiểu? Vì ta có chướng ngại. Đối với thế gian này còn vướng bận, chưa buông bỏ được, cho nên nghe không hiểu. Buông bỏ càng nhiều thì hiểu được càng nhiều. Buông bỏ tất cả thì hiểu được tất cả, không nói ta cũng hiểu. Đây là thật. Còn như không buông bỏ được, cho dù Phật A Di Đà nói, quý vị nghe cũng không hiểu. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, minh bạch những đạo lý này. Câu tiếp theo, Cực Lạc Tịnh Độ có gì khác thế giới Hoa Tạng? Là giống nhau. Thế giới Cực Lạc là cõi pháp tánh, thế giới Hoa Tạng cũng là cõi pháp tánh. Lần này chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm là ở Singapore. Rồi Singapore chúng tôi giảng kinh không gián đoạn. Tôi ở Singapore có đưa ra một ví dụ, vì rất nhiều người không hiểu rõ về Hoa Tạng và Cực Lạc. Tôi dùng Singapore làm ví dụ. Tôi nói thế giới Hoa Tạng ví như thành phố này của Singapore, nó là thành phố của quốc gia. Thế giới Cực Lạc là đường ô tiết, một con đường phồn hoa nhất Singapore. Tôi nói đường ô tiết chính là thế giới Cực Lạc.
Singapore là thế giới hoa tạng. Thế giới cực lạc là một đường tinh hoa nhất của thế giới hoa tạng. Như vậy mọi người sẽ biết nó là một không phải hai. Sanh vào thế giới hoa tạng, không có ai không đến thế giới cực lạc. Sanh đến thế giới cực lạc là đã đến thế giới hoa tạng. Quý vị tự nghĩ xem, nếu không tu pháp môn tịnh độ, muốn đến thế giới hoa tạng thì khó khăn biết bao. Cửa ải trùng trùng, cửa ải đầu tiên là luân hồi lục đạo, quý vị phải vượt qua nó. Khi ra khỏi lục đạo là tứ thánh pháp giới. Cửa ải của bốn đường: Thánh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Như vậy mới có thể đại triệt đại ngộ, minh tâm chiến tánh. Không đơn giản. Tu hành ở thế giới chúng ta, tu đến sơ thiền, nhị thiền đều không dễ. Huống gì tu đến trời tứ không, vẫn chưa ra khỏi luân hồi lục đạo. Gặp được pháp môn này, chấp trì danh hiệu, vượt ra khỏi tam giới, đó gọi là không tốn sức thổi bụi. Quý vị vượt ra mười pháp giới, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị chính là A Duy Vật Trí Bồ Tát. Lợi ích chân thật này tìm đâu ra? Trong tất cả kinh điển, ngoài kinh Vô Lượng Thọ, quý vị đều không nhìn thấy. Tìm trong kinh Hoa Nghiêm, ở sau kinh Hoa Nghiêm vẫn là mang kinh Vô Lượng Thọ vào. Không có kinh Vô Lượng Thọ, nó không thể viên mãn. Bởi vậy chúng ta biết rằng tất cả kinh điển đều quy về Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm sau cùng quy về Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ, người người đều có thể thành tựu ngay trong đời này. Gọi là dạng người tu, dạng người đi. Không đi được chứng tỏ quý vị tu hành không như pháp. Quý vị tu hành không như lý, không như pháp, cho nên không thể giảng sanh. Nếu tu học như lý như pháp, không có ai không thành công. Ở đây trích dẫn trong kinh Hoa Nghiêm, quan trọng nhất là cảnh giới sự sự vô ngại. Cực lạc y chánh là y báo và chánh báo. Y báo là hoàn cảnh cư trú, chánh báo là Phật Bồ Tát ở thế giới cực lạc. Từ đầu đến cuối là cảnh giới sự sự vô ngại, không thể nghĩ bàn. Tất cả đều viên mãn đầy đủ vô tận huyền môn. Vô tận huyền môn chính là thập huyền môn mà ở trước chúng ta đã học. Vô tận huyền môn quy nạp thành 10 loại, vậy là thập huyền môn. Sự sự vô ngại huyền môn là một môn trong thập huyền môn. Cho nên nói đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bàn. Nói không cùng tận. Chư Phật Bồ Tát, chư vị Tổ sư nói câu sau cùng là chỉ có chứng được mới biết. Chứng như thế nào? Giảng sanh đến thế giới cực lạc nghĩa là chứng. Quý vị sẽ biết.
đến thế giới Cực Lạc quý vị mới thật sự biết được. Trong kinh này, trong lúc chúng ta chia sẻ, nói thật, những công đức trang nghiêm này với thực tế của thế giới Cực Lạc, chúng ta lãnh hội chưa được một phần trên một vạn. Đây là nói thật với mọi người. Đến được thế giới Cực Lạc mới thấy được đại viên mãn. Vì sao không đi? Do công đức trang nghiêm thật sự không thể nghĩ bàn, cho nên có thể khiến chúng sanh nghe danh được phước, nghe danh phát tâm, mười niệm tất sanh chứng được bất thoái. Quý vị xem đơn giản biết bao. Nghe danh được phước, nghe danh phát tâm đều là thật. Trên thực tế, ngày nay chúng ta nghe danh không được phước, chúng ta nghe danh tâm không phát khởi được. Trong chữ nghe này rất chú trọng. Nghe này không phải nghe bình thường. Đây là văn tuệ của Bồ Tát. Người mới học Phật, nhập môn từ đâu? Nhập môn từ tam học giới định tuệ. Đến giai cấp Bồ Tát, người ta tu hành không gọi là tam học mà gọi là tam tuệ. Tam tuệ là gì? Là văn tư tu, nâng cao. Văn tư tu một số người rất khó hiểu. Trước đây khoảng hơn 40 năm trước, khoảng 40-50 năm trước, tôi giảng kinh được 52 năm. Khoảng thời gian 10 năm trước, hơn 40 năm trước, lúc đó Pháp sư Đạo An ở Đài Loan chủ trì giảng tọa trường đại học chuyên khoa Phật học của Hội Phật học Trung Quốc, mỗi chủ nhật đều dạy, chính là lợi dụng kỳ nghỉ của học sinh. Nếu học sinh nào yêu thích Phật pháp đều đến học. Tôi nhớ rất thù thắng, lúc đó học sinh ghi danh có hơn 800 người, mười mấy trường học ở khu vực Bắc Bộ Đài Loan. Một hôm, có một nữ học sinh đến nói với tôi. Cô ta nói, thầy ơi, hôm nay con nghe giảng, lần sau con không đến nữa. Tôi hỏi, vì sao vậy? Cô ta nói, bây giờ con hiểu được đạo lý văn tu từ. Con nghe kinh đã nghe hơn 2 năm, đây là văn. Tôi đã hiểu, nên nói, con không đến phải chăng để về nhà tư duy? Dạ đúng như thế. Tôi nói, tư duy 2-3 năm lại tu đúng chăng? Dạ đúng, được. Vậy con cứ nghe xong bài giảng hôm nay rồi tính tiếp. Tôi liền đặc biệt giải thích với mọi người về văn tư tu. Nếu hiểu về văn tư tu như thế là hoàn toàn sai lầm. Quý vị nghe 2 năm là nghe gì? Nghe người ta nói lung tung. Đây không phải là văn. Tư là gì? Là suy diễn lung tung. Tu là gì? Tu một cách mù quáng. Như vậy không phải là sai trái hoàn toàn ư?
Tôi nói hàng sơ học như quý vị hiện nay là tu tam học giới định tuệ, đạt được tuệ của tam học giới định tuệ mới gọi là tam tuệ. Tam tuệ là gì? Là văn tuệ, tu tuệ, tư tuệ. Mà văn tư tu là hoàn thành một lần, không phải phân ba. Văn là gì? Là tiếp xúc, hoặc là nghe được, hoặc là nhìn thấy. Vừa nghe tiếp xúc này gọi là văn tuệ, vừa tiếp xúc đã hiểu, thấu triệt gọi là tư tuệ. Khi thấu triệt là phá mê, tức khai ngộ, đó gọi là tu tuệ. Cho nên nó hoàn thành cùng một lúc, không phải phân ra ba giai đoạn. Giới định tuệ phải thật phân ra ba giai đoạn, trì giới mới được định, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Nó có thứ tự. Văn tư tu không có, là hoàn thành trong một niệm. Sau khi giảng xong bài giảng đó, tan học tôi hỏi cô ta ngày mai có đến chăng. Cô ta nói già đến. Tôi nói cô vẫn còn cứu được. Điều này không được ngộ nhận. Giờ đây có thể biết Bồ Tát tu hành đích thực cao siêu hơn chúng ta quá nhiều. Chúng ta làm gì có trí tuệ đó? Cho nên tư là thấu triệt, tu là sửa đổi sai lầm. Thông thường chúng ta nói phá mê khai ngộ, không còn mê nữa. Sau khi thông đạt mê không còn, từ lúc đoạn mê gọi là tu, từ lúc giác ngộ gọi là tư tuệ. Cho nên tiếp xúc gọi là văn tuệ. Dùng chữ này làm tượng trưng, trí tuệ hiển tiền. Cho nên dùng tam tuệ của Bồ Tát, đó thật sự nghe danh được phước. Vì sao vậy? Họ vừa nghe danh hiệu Phật A-di-đà liền minh bạch, trong quá khứ bất luận tu pháp môn gì bây giờ đều buông bỏ hết, chuyên tâm niệm Phật. Không phải họ đã được phước rồi ư? Trước đây tu những pháp môn đó nhất định phải đoạn phiền não. Không đoạn phiền não không thể nâng cao cảnh giới. Bây giờ biết được pháp môn niệm Phật A-di-đà này là phước báo đệ nhất, trí tuệ đệ nhất. Vô lượng công đức trang nghiêm đều ở trong câu Phật hiệu này. Như vậy sao không phải là phước báo? Là phước báo lớn. Họ đã minh bạch. Cho nên văn ở đây là tam tuệ. Bên dưới nói nghe danh phát tâm, trí tuệ hiện tiền. Có ai không phát tâm? Phát tâm gì? Phát tâm thân cận Phật A-di-đà. Nói cho chư vị biết, phát tâm thân cận Phật A-di-đà, đây chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Quý vị tự nghĩ xem tâm Bồ Đề là gì? Không phải thành Phật đạo độ chúng sanh sao? Không phải chính là ý này ư? Đến thế giới Cực Lạc thấy Phật A-di-đà, thành Phật đạo độ chúng sanh hoàn toàn đạt được. Trong Kinh Di Đà yếu giải, Đại sư Ngẫu Ích nói, phát nguyện giảng sanh chính là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì chúng ta có rất nhiều hoài nghi, có nhiều ông bà cụ ở nông thôn niệm Phật giảng sanh, người ta không biết chữ, không có học hành, chỉ biết niệm câu A-di-đà Phật này. Ngoài điều này ra họ không biết gì cả. Vì sao giảng sanh có đoan tướng tốt như thế? Không sanh bệnh, biết trước giờ chết, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh. Trong kinh này nói rất rõ ràng,
phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm, họ chưa phát tâm Bồ Đề, sao họ có thể giảng sanh? Câu nói của Đại sư Ngẫu Ích đã khai mở cho chúng ta. Họ nhất tâm cầu tịnh độ, một đời nhất tâm thấy Phật A-di-đà, đây chính là tâm vô lượng Bồ Đề. Họ đã phát nhưng bản thân họ không biết. Quý vị hỏi họ có phát tâm Bồ Đề chăng? Họ nói tôi không biết, tôi có biết gì đâu. Họ không hiểu như thế nào là tâm Bồ Đề. Thật ra họ đã thật sự phá, không phải giả. Cho nên những người này định thế giới Cực Lạc mới gọi là chỉ có chứng được mới biết. Ở đó họ khai ngộ, không còn mê hoặc nữa. Thập niệm tất sanh, mười niệm tất sanh là nòng cốt 48 nguyện của Phật A-di-đà. Đây chính là nói với chúng ta, quý vị muốn đến thế giới Cực Lạc không khó tí nào. Quý vị xem, mười niệm đều có thể giảng sanh. Mười niệm này là gì? Lúc lâm mạng chung, một niệm sau cùng này là A-di-đà Phật, họ liền giảng sanh. Cho nên mười niệm, nhất niệm chắc chắn được sanh. Sanh đến thế giới Cực Lạc, viên chứng tam bất thoái. Đây là ai? Viên mãn chứng được ba loại bất thoái chuyện. Ba loại bất thoái chuyện, A-la-hán chỉ có một vị bất thoái. A-la-hán là tiểu thừa, tiểu thừa tuyệt đối không bị thoái chuyển làm phàm phu lục đạo. Trong lục đạo, ở trên bao gồm 28 tầng trời, bên dưới cho đến địa ngục A Tỳ đều gọi là phàm phu. A-la-hán chắc chắn không còn thoái chuyển vào đây. Đây là bước đầu tiên chứng được gọi là vị bất thoái, địa vị bất thoái. Thứ hai là Bồ Tát chứng được hành bất thoái. Hay nói cách khác, A-la-hán Bích Chi Phật hành vẫn còn thoái chuyển. Hành là gì? Là quá độ chúng sanh. Chúng sanh khó độ, thôi vậy đừng độ họ nữa. Thoái tâm A-la-hán Bích Chi Phật có, nhưng khi họ gặp khó khăn liền thoái tâm. Bồ Tát không thoái tâm. Bồ Tát dù khó độ đến đâu, họ vẫn giúp chúng sanh. Cho nên Bồ Tát có hành bất thoái. Đây là Bồ Tát hành bất thoái. Nhưng niệm bất thoái vẫn không ổn định. Pháp thân Bồ Tát minh tâm kiến tánh, đó là thành Phật. Họ chứng được niệm bất thoái, niệm niệm hướng đến vô thượng Bồ Đề, nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trên con đường này họ trực tiếp chứng được cứu cánh Phật quả, tinh tấn bất thoái. Đây là loại bất thoái thứ ba. Bây giờ trong bổ nguyện của Phật A-di-đà nói với chúng ta, sanh đến thế giới Cực Lạc đều chứng được ba loại bất thoái này. Hay nói cách khác, bây giờ địa vị của chúng ta là phàm phu, nhất phẩm phiền não đều chưa đoạn. Ở thế gian này, định Tu Đà Hoàng chúng ta cũng không sánh được. Tu Đà Hoàng là sơ quả tiểu thừa, A-la-hán là tứ quả. Tứ quả tứ hương,
Chúng ta giống như đi học trong trường vậy, tứ quả tứ hướng là 8 lớp, lớp 1, lớp 2, lớp 3 đến lớp 8, lớp 8 mới là A-la-hán. Tu Đà Hoàng là lớp mấy? Là lớp 2. Chúng ta không sánh bằng họ, thậm chí không bằng lớp 1. Lớp 1 là hạng người nào y giáo phụng hành, họ mới lên được lớp 2. Bây giờ chúng ta đang học lớp 1, không tinh tấn, năm nào cũng ở lại lớp, không lên lớp được. Chúng ta cứ mãi như thế, không lên lớp được, mỗi năm đều ở lại lớp. Trong tình trạng đó gặp được pháp môn tịnh độ, quả thật gọi là một bước lên trời, lập tức viên chứng tam bất thoái. Quý vị nói điều này không tuyệt vời ư? Cho nên pháp môn này gọi là pháp khóa tinh. Ai khóa tinh? Bồ Tát không tin. Bồ Tát nói làm gì có chuyện đơn giản như thế. Quý vị quá đơn giản, người ta thì tu hành quá gian khổ, tu vô lượng kiếp mới đến được địa vị này. Tu A-la-hán cũng không đơn giản. Quý vị xem đến lớp 2 coi như chứng được sơ quả. Từ sơ quả đến A-la-hán lui tới cõi trời và nhân gian 7 lần. Nhân gian thọ mạng không dài, cõi trời thọ mạng dài. Lui tới 7 lần như thế, họ chứng được A-la-hán. Từ A-la-hán trải qua Bồ-Tát đến thành Phật, thời gian quá dài. Tịnh tâm làm gì có 10 niệm nhất niệm liền giáng sanh? Giáng sanh đến thế giới Cực Lạc, địa vị vượt qua họ, hơn họ rất nhiều. Quý vị nói họ tin được không? Giải thích điều này như thế nào? Chỉ có thể nói họ không có phước báo, họ không có thiện căn. Không có phước báo là không gặp được, không có thiện căn gặp họ không tin, họ hoài nghi nên bỏ qua cơ hội. Chúng ta có phước báo, người hồ đồ có phước báo của người hồ đồ, không phải chính là ý này sao? Chúng ta tin không hoài nghi. Người xưa nói người khờ có phước của người khờ. Họ thật sự nâng cao được cảnh giới, thật sự vượt qua A-la-hán, vượt qua Bồ-Tát. Lại lấy đầy đủ vô lượng trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Cho nên giảng vật thanh tịnh trang nghiêm, di diệu cùng cực, sáng suốt như gương, chiếu soi mười phương, tiếp xúc ánh sáng liền được an lạc, cấu diệt thiện sanh. Đây là nói sự tốt đẹp của thế giới đó. Tốt đẹp từ đâu mà có? Tốt đẹp là vô lượng, vô biên trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Những trang nghiêm này ở thế giới Cực Lạc đều là biểu pháp, đều là dạy học, không phải chỉ là để nhìn. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, đều có thể giúp chúng ta đoạn phiền não, khai trí tuệ. Biểu pháp đây, nếu chúng ta hiểu được thế gian này, thế gian này không có gì khác với thế giới Cực Lạc, tất cả đều là biểu pháp. Thực tế mà nói, chúng ta mê quá sâu, tập khí quá nặng, không nhận ra.
tiếp xúc đến, nó sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Đến thế giới cực lạc, quý vị được oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Ở thế giới cực lạc, sáu căn nhìn thấy cảnh giới bên ngoài, không sanh phiền não, chỉ sanh trí tuệ. Điều này không tuyệt vời ư? Cho nên tâm của quý vị ở thế giới cực lạc, đến thế giới cực lạc, tâm quý vị sẽ thanh tịnh. Ở đó là tịnh độ. Tâm không thanh tịnh không thể vào ở đó, không tương ưng với nơi đó. Khi chúng ta chưa đến đó, tâm không thanh tịnh, niệm sau cùng là A-di-đà Phật, tâm đó là thanh tịnh. Trong tâm A-di-đà Phật không có những tạp niệm khác, nhất niệm tâm thanh tịnh liền cảm ứng đến tịnh độ. Sau khi đến đó, mãi mãi giữ được tâm thanh tịnh, không bị mất đi. Giữ được tâm này là oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Là ân đức không gì sánh bằng của Phật A-di-đà đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta ở đây vì sao Phật A-di-đà không gia trì chúng ta? Ở đây Ngài không gia trì được, do nguyên nhân gì? Hoàn cảnh ở đây không tốt. Ngài gia trì quý vị, quý vị vừa tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, tham sân si mạng lại nổi lên. Ở thế giới cực lạc, Ngài gia trì quý vị, quý vị ở thế giới cực lạc tuyệt đối không sanh khởi ý niệm tham sân si mạng. Đây là hoàn cảnh tốt. Cho nên tôi thường nói với mọi người về thế giới cực lạc là đạo tràng chư Phật Như Lai khắp mười phương thế giới kiến lập để hóa độ chúng sanh. Đó là một điểm thí nghiệm, một điểm thí nghiệm hoàn thiện nhất. Do đó, tất cả chư Phật Như Lai đem chúng sanh khó độ nhất đều giới thiệu đến thế giới cực lạc. Đó là từ bi đến tổ cùng. Không có vị Phật nào không phải là người bảo trợ của Phật A-di-đà, giới thiệu đệ tử cho Ngài, giúp Ngài chiêu sinh, bảo đảm đưa họ đến thế giới cực lạc. Đây là việc mà mười phương chư Phật làm. Chư Phật Như Lai tôn xưng Phật A-di-đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Như 70 dặm thời Thương Thang, điểm thí nghiệm đó làm rất tốt. Thiên hạ mấy trăm chư hầu xưng ông làm thiên tử. Chu Văn Dương lấy 100 dặm, một nơi nhỏ làm điểm thí nghiệm làm rất tốt. 800 chư hầu tôn ông làm thiên tử. Phật A-di-đà cũng kiến lập một điểm thí nghiệm là thế giới cực lạc. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai tôn xưng Ngài là vua trong các vị Phật. Điều này gợi mở cho chúng ta rất nhiều. Khi tôi ở Singapore, nhiều lần giảng kinh đều nhắc đến Singapore là nước nhỏ, thành phố quốc gia. Một nước của họ nghĩa là một thành phố, nhưng đừng xem thường nó. Nếu thật sự đọc kinh A-di-đà,
đem thành phố nhỏ này kiến lập nên một thành phố lớn hàng đầu trên toàn thế giới. Họ chính là Phật A-di-đà của địa cầu này. Trong khu vực nhỏ này thực hành luân lý, đạo đức, nhân quả, giáo dục tôn giáo, nó trở thành hàng đầu thế giới. Nhân dân ở đất nước nhỏ này hòa thuận, an định, hòa bình, hưng thịnh, hạnh phúc, mỹ mãn, đứng đầu thế giới. Tôi ở Singapore 3 năm, không đủ phước báo nên đã ra đi. Làm việc ở bên đó 3 năm rưỡi, khiến cho chính tôn giáo của Singapore đoàn kết thành một nhà, như anh chị em vậy. Lúc đó tổng thống là Dương Định Sướng. Vô cùng hoan hỷ. Hai vợ chồng tổng thống Dương đều là người tốt. Cả hai đều đã qua đời. Chúng ta thật sự học Phật phải thường để giáo huấn này trong lòng, phải xem nó là đệ nhất. Cá nhân phải làm được người hàng đầu trong nhân loại, người tốt nhất. Người tốt nhất là gì? Là người phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm Phật A-di-đà. Đời này chỉ đọc một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu, thì người đó chính là người tốt nhất ở thế gian này. Trời đất quỷ thần đều tôn kính. Nếu có thể buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh gian lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng, người đó là tấm gương tốt cho tất cả mọi người. Sau đó ảnh hưởng đến gia đình quý vị. Gia đình quý vị là gia đình đứng đầu trên toàn thế giới. Đây là Phật A-di-đà nói với chúng ta. Quý vị phải biết nhìn. Đây gọi là quang pháp lợi sanh, gọi là chánh pháp cửu trú. Chánh pháp cửu trú dựa vào ai? Dựa vào chính mình, dựa vào gia đình mình. Gia đình này của chúng ta là gia đình Phật hóa. Mọi người đều có thể thực hành theo giáo huấn của Phật trong kinh điển, y theo nguyên tắc nguyên lý trong kinh điển nói. Người trong nhà, lớn nhỏ, nam nữ, già trẻ cùng nhau tuân thủ. Hòa thuận thân ái. Làm ra tấm gương của gia đình, nó sẽ ảnh hưởng đến thân thích bạn bè hàng xóm của quý vị. Sau đó mở rộng ra, đưa sự nghiệp của quý vị lên hàng đầu trong ngành. Quý vị đem những điều trong kinh Phật dạy thực hành trong công ty cửa tiệm, thực hành đối với tất cả nhân viên. Sự nghiệp này của quý vị là sự nghiệp của Tam Bảo.
Trong sự nghiệp này đầy đủ vô lượng trang nghiêm, không thể nghĩ bàn. Gia đình như vậy, cá nhân như vậy, gia đình như vậy, sự nghiệp cũng như vậy. 10 năm, 20 năm, quý vị sẽ ảnh hưởng khu vực này, ảnh hưởng thành phố này. Đến lúc đó tôi tin những gì trong kinh nói đều xuất hiện. Đó là gì? Là vạn vật nghiêm tịnh, thanh tịnh trang nghiêm. Năm 2000, tôi từ Singapore di dân đến Úc Châu. Sang năm, học viện chúng tôi thành lập tròn 10 năm. Chúng tôi tổ chức một hoạt động. Đích thực chúng tôi hướng theo mục tiêu này tiến lên. Trong 10 năm, chúng tôi và cư dân trong thành phố nhỏ này dung hòa thành một, như anh chị em vậy. Cách làm của chúng tôi cũng là tùy duyên, hoàn toàn không có chút miễn cưỡng nào. 10 năm trước, ngày thành lập học viện, chúng tôi mở buổi tiệc vào ban đêm, tiếp đãi dân chúng thuộc ba con đường xung quanh chúng tôi. Chính là cư dân của ba con đường lân cận. Chúng tôi phát nghiệp mời họ. Chúng tôi là hàng xóm mời đến, mời họ đến ăn cơm tối, nói cho họ biết là chúng tôi đến đây ở. Chúng tôi là một đoàn thể Phật giáo. Đối với họ đây là điều rất mới mẻ, vì xưa nay chưa từng tiếp xúc Phật giáo. Ở thành phố nhỏ này chỉ có đạo Cư Đốc, không có Phật giáo. Chúng tôi đến đây làm hàng xóm của mọi người, nói rõ với họ điều này. Mọi người ăn cơm rất hoan hỷ. Sau bữa cơm, có rất nhiều người đến nói với tôi. Họ nói: "Thầy ơi, hoạt động này của quý vị có thể tổ chức thêm vài lần chăng?" Họ rất hoan hỷ, muốn tổ chức thêm vài lần. Tôi nói: "Được thôi." Ngay lúc đó, chúng tôi quyết định vào thứ Bảy hàng tuần. Chúng tôi gọi nó là bữa cơm tối ấm áp, chiêu đại miễn phí. Thành phố nhỏ Đồ Giang Ba này, bất cứ người nào cũng có thể đến đây ăn cơm. Buổi cơm tối này đã làm được 10 năm. Vào mỗi buổi tối thứ Bảy hàng tuần, suốt 10 năm. Bây giờ trong thành phố nhỏ này, đến các tôn giáo khác cũng đều đến tham gia, mà còn đến biểu diễn. Đây là vạn vật thanh tịnh trang nghiêm. Những người hàng xóm này rất yêu thương chúng tôi. Rất nhiều người muốn mua nhà nhưng họ không bán. Họ nói ở đây rất tốt, họ thích chỗ này, không nỡ đi nơi khác. Chúng tôi ở đó trồng rau đến nay cũng đã 10 năm. Khi đến đó chúng tôi bắt đầu học trồng rau. 10 năm, vườn rau chúng tôi ngày càng lớn. Bây giờ có đến mấy mươi loại rau. Bình thường học viện chúng tôi ăn cơm có khoảng 60-70 người. Khi tổ chức hoạt động có lúc cả ngàn người. Vườn rau của chúng tôi mỗi ngày có thể cung cấp cho 1.000 người ăn.
vườn rau này không có thuốc sâu, không có phân bón, trang nghiêm thanh tịnh. Đối với những côn trùng nhỏ, chúng tôi đều câu thông với nó, chúng tôi lễ kính chúng, xưng chúng là Bồ Tát, giao tiếp với chúng đều chắp tay cung kính, gọi là tiểu trùng Bồ Tát, chim chóc Bồ Tát, kiến Bồ Tát. Trong vườn rau chúng tôi chuyên môn có một mảnh, chúng tôi ngày ngày cũng chăm bón rất cẩn thận, chuyên môn cung cấp cho những côn trùng này. Khi quý vị muốn đến ăn, chúng tôi đều cúng dường, nhưng có khu vực riêng chuyên dành cho quý vị. Chim chóc cũng như thế, chúng đến ăn trái cây, chúng tôi có rất nhiều cây ăn trái, có khoảng 20-30 loại khác nhau, chỉ định mấy cây cho chim chóc đến ăn. Không chỉ định, chúng tuyệt đối không xâm phạm. 10 năm không phải là thời gian ngắn, thù thắng vô cùng. Chúng tôi giao tiếp với các động vật nhỏ tốt hơn với con người rất nhiều. Chúng nghe lời là giữ chữ tín, chúng giữ thành tín. Con người không dễ giao tiếp, nhưng chim chóc và những loài côn trùng này rất dễ giao tiếp. Bắt đầu từ năm nay, chúng tôi muốn mở rộng quy mô trồng lúa, trồng tiểu mạch, trồng các loại thực phẩm chính. Vì thường nghe các nhà khoa học nói tương lai có nguy cơ về lương thực, nông nghiệp có rất nhiều nơi vì khí hậu biến hóa nên bị thất thu. Cho nên chúng ta mỗi ngày đều đem công đức tu học hồi hướng khắp mười phương, cầu nguyện cho khu vực này mưa hòa gió thuận. Nơi này ít gặp thiên tai thảm họa. Chúng tôi tự trồng lương thực. Hiện nay đất đai đều có vấn đề nghiêm trọng, thuốc sâu, phân bón khiến cho đất đai đều bị ô nhiễm. Cho nên những gì mọc lên từ đất đều mang theo vi khuẩn, không an toàn. Đây đều là nhân loại tự làm tự chịu. Người học Phật chúng ta, học Phật không có gì khác, chính là học cung kính, thành tín đối với người sự vật. Cho nên vạn vật thanh tịnh trang nghiêm, vi diệu cùng cực, sáng suốt như gương, chiếu soi mười phương, tiếp xúc ánh sáng liền được an lạc. Cấu diệt thiện sanh, cấu ở đây nghĩa là bất thiện, ý niệm bất thiện đều diệt, hành vi bất thiện đương nhiên không còn. Ý niệm sanh khởi đều là thiện niệm, tâm thiện, niệm thiện, lời nói thiện, hành vi thiện. Chúng ta bắt đầu thực hành từ điểm nhỏ này, dần dần mở rộng sức ảnh hưởng. Mục tiêu của chúng ta vì nền tảng 10 năm này đã đạt vững vàng. Hoạt động sang năm, trong thành phố nhỏ này, tất cả các tôn giáo đều đến tham gia. Thị trưởng ở đây ủng hộ lý tưởng này của chúng tôi. Thủ tướng khuyến khích chúng tôi cố gắng làm, khiến thành phố nhỏ này, cư dân thành phố nhỏ này chỉ có 10 vạn người, hy vọng làm được một thành phố mô phạm trên toàn thế giới. Cư dân trong thành phố này đều là người một nhà, tương thân tương ái, chăm sóc lẫn nhau.
quan tâm lẫn nhau, hợp tác với nhau. Quý vị đến thành phố này cảm thấy rất thân thiết, khác với những nơi khác. Mục tiêu này chúng tôi hy vọng 3 đến 5 năm là hoàn thành nó. Trên nền tảng hiện tại, chúng tôi đã có lòng tin 3 năm 5 năm nơi đây là thành phố mô phạm đứng hàng đầu trên toàn thế giới về phương diện hòa thuận, hạnh phúc, mỹ mãn. Đầu năm nay tôi trở lại xem, ở đây đã thay đổi thị trường, đổi một thị trường mới. Ông có ý muốn đưa thành phố nhỏ này thành một thành phố mô phạm. Chúng tôi nói chuyện rất hợp ý nhau. Tôi nói lý tưởng này của ông có thể thực hiện, chúng tôi sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp. Người trẻ tuổi này rất có tác phong. Bên dưới là mở rộng, đều để chúng ta học tập làm điểm mô phạm. Hương này bay khắp nơi mười phương thế giới, chúng sanh nghe được đều tu hành theo Phật. Đây là nói đến thế giới cực lạc. Thế giới này ảnh hưởng khắp mười phương thế giới. Chúng ta ở trong thành phố nhỏ này có học viện, đây là điểm nhỏ ảnh hưởng đến cả thành phố này. Thành phố này làm thành công là một thành phố thực hành luân lý, thành phố thực hành đạo đức, thành phố thực hành nhân quả, giáo dục tôn giáo, dần dần ảnh hưởng cả khu vực thuộc châu Côn Sĩ Lan này. Mở rộng hơn nữa sẽ ảnh hưởng toàn bộ đất nước Úc này. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, không giải đãi thực hiện nó. Khi ảnh hưởng đến một thành phố, trên thực tế là ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chúng ta sẽ đưa thành phố này mỗi ngày từng ly từng tí trong cuộc sống của người dân, dùng truyền hình vệ tinh phát trên toàn thế giới. Quý vị có biết dụng ý là gì chăng? Quý vị có biết chăng? Là quảng cáo. Người trên toàn thế giới đều đến đây tham quan, đều đến đây khảo sát. Thành phố nhỏ này không làm nghề gì khác, chỉ chuyên vào nghề tham quan du lịch này là được. Xây dựng thật nhiều khách sạn mini, mở những tiệm ăn uống, toàn là ẩm thực hữu cơ. Chúng ta chuyên môn làm nghề này, không làm gì khác. Khách đến đây tấp nập, sau khi trở về nhất định sẽ tự động tuyên truyền. Trên thế giới có một nơi tốt đẹp như thế. Bởi thế rất nhanh, vì bây giờ phương tiện truyền thông rất phát đạt, tiện lợi vô cùng. Thời gian rất ngắn, người trên toàn thế giới đều biết, đều đến đây khảo sát, học tập, tham quan du lịch, thành phố này sẽ nổi tiếng. Người vui mừng nhất là thị trưởng. Thành tích chính trị của ông thành công. Tương lai nếu chọn tổng thống, nhất định phải bỏ phiếu cho ông ta. Ông vừa lên tổng thống, không phải sẽ dẫn dắt luôn cả đất nước này chăng? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Cho nên thế giới thật sự an định hòa bình, từ đây có thể hóa giải tất cả xung đột mâu thuẫn. Đây là kinh Vô Lượng Thọ cống hiến cho chúng ta, là kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta. Chúng ta học rồi phải thực hành. Làm nhiều việc tốt như vậy là công đức chân thật.
lấy công đức này hồi hướng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc vỗ tay hoan nghênh quý vị đến. Như người bây giờ nói, quý vị đích thực là học đến đâu thực hành đến đó, thật sự lợi ích chúng sanh. Từ đây quả thật đã phát triển Phật Pháp rộng rãi. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta chỉ học đến đây. Tốt, cảm ơn mọi người. Nam mô A Di Đà Phật.